Này Xá Lợi Phất hỏi Phật đó, tại sao cũng có loại bố thí như vậy nhưng mà có người thì có quả lớn, có người có không có quả gì hết. Đức Phật dạy á có bảy cái cách bố thí và tạo nên bảy cái quả riêng. Thứ nhất, sau khi bố thí thì có lợi ích, và nghĩ tới cái lợi ích đấy thì tâm trí gắn bó vào cái quả. Có người bố thí thuốc cho một vị chư tăng nào đó, nhưng mà trong tâm trí gắn là xin cho con hết bệnh, nhưng tức là có lợi á. Rồi có người bố thí cho người ta cái áo vì người ta lõa lồ, rồi xin nguyện đó là cho con được đẹp. Cái tâm trí nó gắn vào cái quả, tức là mình nghĩ tới. Mà nghĩ tới thì được, thưa chư vị. Nghĩ tới là được à? Cái tâm nó phát sinh ý dẫn đầu các pháp, ý tạo tác, ý làm chủ mà. Ta nghĩ cái gì nó được cái đó, tại vì ta có làm, có bố thí, có làm và có nghĩ. Có làm là có hành động và có suy nghĩ, tức là có ý. Mà ý cộng với hành động thì ra cái gì quý vị? Ra cái gì? Ra nghiệp. Đấy. Ý cộng hành động rạo tạo ra nghiệp, tiếp tục tái sinh. À, cẩn thận nha. Đó, Đức Phật dạy đấy. Tôi nghĩ tới bất cứ lợi ích gì, con tôi đau quá, tôi bố thí để cho con tôi nó bớt đau. Tôi ngu quá, tôi bố thí in kinh để cho tôi có trí tuệ. Được á. Nhưng mà cái đó nó dính vào cái tâm trí của mình, nó dính vào cái quả. Mà dính vào cái quả rồi thì Đức Phật nói người ấy sau khi hết cái phước báu rồi trở lại thế gian. Và nếu nghĩ tới cái món quà đó là món quà cao thượng, tôi bố thí để tôi được sanh thiên thì sẽ được sanh thiên. À, nhưng khi hết phước rồi thì quay trở lại thế gian. Cái thứ gì? Người ấy suy nghĩ bố thí là tốt. À, bố thí tốt, cố gắng làm đi. À, thì khi chết thì sanh vào trong hội chúng của chư thiên 33. Và hết phước thì quay trở lại thế gian. Thứ ba, nghĩ rằng việc này xưa nay truyền thống ông bà cha mẹ đều làm, đều bố thí thì tôi làm, tức là làm theo truyền thống, thì khi chết cũng sanh vào thiên giới, tại vì nhờ cái bố thí đấy, tức là thiện pháp ấy. Nhưng mà hết rồi thì quay trở lại thế gian. Thứ tư, suy nghĩ là tôi giàu có cho nên tôi bố thí cho người không khá giả, chia sẻ. Với cái tâm như vậy thì khi chết sanh vào cõi chư thiên thiên an lạc. Và khi hết phước rồi á thì cái nghiệp nghiệp thiện nó hết rồi đó, quả nó quả thiện hết rồi. Thì quay trở lại thế gian này. Và nếu người nào có ý nghĩ, các bậc thánh hồi xưa cũng làm như vậy, cũng bố thí. Và bây giờ tôi cũng làm theo cách tương tự của các bậc thánh đấy. Tức là nghĩ người ta làm sao mình làm vậy. Nghĩ các bậc thánh là tốt. Thì mình cũng sẽ sau khi chết sanh với các bậc thánh. Nhưng mà hết phước rồi thì quay trở lại thế giới này. Và khi suy nghĩ với ý nghĩ là tặng cái món quà nào đó bố thí để cho cái tâm của mình nó được thanh thản, thì khi chết sẽ quay trở lại, sẽ sanh vào cảnh giới của chư thiên, nó được thanh thản, được thanh thản đấy. Và Đức Phật dạy
người nào bố thí nhưng mà cái tâm không dính mắc vào cái quả, không mong cầu cái gì hết, và cũng không có ý nghĩ là bố thí là tốt, và cũng không phải có cái tư tưởng là truyền thống cha mẹ ông bà tôi làm, tôi làm mọi người bố thí phóng sanh thì tôi cũng làm, và cũng không có ý nghĩ là tại vì tôi giàu có cho nên tôi nên chia sẻ bố thí cho những người kém may mắn, và cũng không mang cái ý nghĩ là những cái vị bậc thánh hồi xưa cũng bố thí thì bây giờ tôi cũng bố thí giống như những bậc thánh, và cũng không có ý nghĩ là khi món quà của tôi được trao đi nó sẽ làm cho tâm trí tôi trở nên thanh thản và tạo ra cái niềm vui. 6 cái đấy. Nhưng với một ý nghĩ, Đức Phật dạy rất rõ, đây là cách để hoàn thiện cho tâm, đây là cái trưởng dưỡng tâm, đây là cái chỗ dựa cho tâm. Thì sau khi chết, vị ấy ở trong đoàn tùy tùng của Phạm Thiên, và khi hết cái nghiệp đó rồi thì người ấy là bất lai, tức là không còn trở lại thế giới này nữa. Bất lai là một quả vị trong dòng thánh, và chỉ có một lần nữa sinh ra để làm A-la-hán, để chứng A-la-hán, không còn tái sanh khổ đau nữa. Này Sariputta, Đức Phật dạy như thế này, đây là nhân, đây là lý do tại sao một người bố thí một loại bố thí nào đó mà nó không mang lại kết quả lớn hay lợi ích lớn lao, trong khi một người khác bố thí cùng loại mang lại kết quả lớn lao và lợi ích lớn lao. Ở trong kinh điển á, thì cũng chép rất nhiều đoạn. Bà già cúng dường tô cháo thiêu thôi được thọ ký thành Phật. Bà già nghèo khác, sao thấy cũng lạ, toàn là bà già không hả? Trong kinh chép toàn bà già không. Bà già khác đi xin người ta 2 xu mua dầu cúng dường cái đêm hoa đăng của ngài Xá Lợi Phất, và được thọ ký thành Phật tương lai. Cái chuyện phát nguyện, cái tâm gì trong lúc bố thí, không phải nhất thiết là đọc kinh sách cho nhiều, đọc kinh sách cho nhiều mà không hành trì là ích kỷ với mình, tại vì mình sẽ tiếp tục tái sanh khổ đau. Đọc sách cho nhiều mà không hành trì để chia sẻ nỗi khổ niềm đau, thông cảm với những người chúng sanh chung quanh, trong những chúng sanh đó có chồng mẹ cha vợ con cái bạn tu, thì những người đó vẫn là ích kỷ. Đấy, 7 cái mà Đức Phật dạy, cái cuối cùng vẫn là bố thí để trưởng dưỡng tâm, bố thí để trưởng dưỡng tâm, bố thí để hoàn thiện tâm, bố thí để hoàn thiện tâm, bố thí để trưởng dưỡng tâm. Đây là tấm hình đó, cái cô bé ở trong cái nhà nghèo á, cái cúng dường cho vị sư già bữa trưa bữa ăn, nó cúng dường thù thắng vô cùng, tại vì cô bé là tượng trưng cho sự trong sạch, tâm không ô nhiễm, nó chỉ biết cúng dường thôi, không mong cầu gì hết, cúng là cúng vậy thôi, có cái gì cũng cúng cái đó. À, thế cúng với cái tâm gì đây, cách cúng như thế nào đây? Nên nhớ rằng cái quả nó do nhân cộng với duyên. Nhân là vật cho,
mà duyên là pháp, là cái tâm muốn cho. Nhân và tâm phải nên nhớ rằng hai thứ ấy đều là vô thường và duyên sanh. Nhân nó cũng vô thường, vật cho có thường không quý vị? Tâm có thường không hay là tâm là vô thường? Vậy thì câu hỏi ở đây, vậy cái nhân gì cộng với cái tâm gì thì dẫn tới quả giải thoát trong bảy cách bố thí này? Đó là bài học ngày hôm nay đấy. Nhân gì? In kinh, xây chùa, cúng tượng, cúng chuông, nhưng mà không có cái tâm gì hết á, không có cái tâm để được quả lớn. Giống như có hạt giống tốt đó, để ở trên xi măng đó. Nền xi măng lâu ngày nó chết, nó phải có cái tâm. Tâm gì để dẫn tới quả giải thoát? Tâm gì đây? Ở trong các loại tâm thì cái tâm xả ly là cái tâm quan trọng. Và bằng cái tâm xả ly, hoàn thiện cái tâm xả ly, tức là không có dính mắc, không dính mắc vào vật chất, không dính mắc vào ý tưởng, không dính mắc vào truyền thống, không dính mắc vào thói quen, và cũng không dính mắc vào những cái lời của người ta nói. Không phải ông sư ông nói cúng dường đi có phước, bố thí đi có phước, rồi cái mình nghe mình cũng làm theo, không phải thế. Tại vì làm thế thì phước nó hạn hẹp, tiếp tục quay trở lại đây tái sanh. Thế ta cúng dường với cái tâm gì? Cái tâm ta thường thường nó dính mắc tới vật chất. Mà tại sao nó dính mắc tới vật chất? Vật chất đó là sắc pháp, đó gồm có con người, của cải, cảnh giới, cảm xúc. Ta bố thí cúng dường để có cái tâm xả ly, tức là thấy rằng các pháp là vô thường, là khổ, và ta không có làm chủ được, nó vô thường thì ta bố thí cái vô thường à. Mà ta không làm chủ được, ta bố thí cái vô ngã, và nó chỉ dính mắc cái đạo tạo nên khổ thôi, người ta bố thí cái khổ, tức là tâm xả ly. Ta làm tất cả các mọi việc, ăn uống ngủ nghỉ đi đứng nằm ngồi, ta đều có cái tâm xả ly. Cái tâm ấy mới dẫn vào dòng thánh. Xả ly là không chấp thủ vào bản ngã nữa. Mà không có bản ngã, tức là không có thân kiến, không có cảm xúc dục lạc, không có tà kiến, không có ác ý. Muốn được như vậy thì cái người đó phải giữ giới, sợ hãi các điều tội lỗi, sợ hãi những cảm xúc dục lạc. Mà muốn làm được như vậy thì cái điều đầu tiên phải tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin sâu Tam Bảo. Quý vị không tin sâu Tam Bảo không làm nổi đâu. Phải tin sâu Tam Bảo. Tin sâu Tam Bảo, giữ giới nghiêm mật thì tự nhiên nó phát triển được tâm từ. Ta bố thí vì ta để hoàn thiện cái tâm của ta. Tâm ấy là tâm xả ly, tức là tâm không dính mắc. Chứ không phải ta bố thí để ta được cái này được cái kia. Vì các thứ khác đều vô thường, và ta không làm chủ được, và cuối cùng dẫn tới khổ đau nếu ta dính mắc. Bố thí để xả ly, để không còn dính mắc nữa. Quý vị thử trả lời câu hỏi coi nhân gì, duyên gì trong đời sống hàng ngày á.
Sáng trưa chiều tối ăn uống ngủ nghỉ đi đứng, cái duyên gì để mình làm cái đó? Đem miếng cơm cho con chó ăn, hành động bố thí đấy, hành động bố thí đấy. Nhưng mà ta làm như thế nào? Trong bảy cái này nè, cái tâm gì nó phát sinh, ta có nhận biết không? Nếu có nhận biết là tu, rồi ta xả ly, ta thấy con chó nó tội nghiệp mà ta có dư đồ ăn đấy, rớt vào trong bảy cái đấy, sáu cái đấy quý vị, rớt ngay mắt tai mũi lưỡi, ta thấy nó là con chó nó đói rồi ta có dư đồ ăn đấy, rớt vào sáu cái đấy, rớt ngay đem cho có phước á, kiếp sau không chừng làm sanh ra cùng làm bạn với nó vì vì nó thích mình thích nó, mình sanh ra giống nó cùng cùng ở chung với nó cho vui, tâm nó sanh nó vậy đấy. Cho nên ta phải nhận biết liền, bố thí, ta lấy miếng cơm ta cho con chó ăn vì nó là quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp, và nhận biết rằng nếu ta không tu ta cũng như chó thôi, phải biết sợ hãi để ta tăng trưởng cái tâm của ta, ta xả ly không dính mắc nữa. Thì khi ta có chó cho con chó ăn, ta chọn cái đồ ngon nhất ta cho nó ăn, nó là quyến thuộc, nhiều khi nó là ông nội 80 kiếp trước của ta. Ta không chọn cái đồ ăn dư thừa, đồ ăn dơ giấy cho nó, ta quý mến nó, tôn trọng nó, cái tâm xả ly mà không dính mắc, bạn phải cho ít cho nhiều nữa đấy, tâm xả ly đấy quý vị, bố thí để thực hiện tâm xả ly. Mà Đức Phật dạy bảy cái đấy, chỉ có cái thứ bảy mới đưa tới sự giải thoát. Quý vị thử trả lời trong đời sống hàng ngày đi. Đó. Hàng ngày thôi, cho chó ăn, cho mèo ăn, cho chồng ăn, cho con ăn, cho bố ăn. Đó cũng là bố thí đấy, cúng cơm đưa, bố thí cúng dường. Với cái tầm gì? Nhiều khi lựa đồ ngon ngon cho chồng ăn nhiều hơn là cho bố ăn. À, cái tâm gì? Cái tâm tâm ma đó, tâm dẫn vào sanh tử luân hồi đó. Trong các việc làm hàng ngày, ta làm với cái tâm gì? Và trong bảy cái bố thí này, Đức Phật nói cái tâm xả ly, cái tâm quan trọng nhất để trưởng dưỡng cái tâm xả ly, để nuôi dưỡng cái tâm xả ly. Vì chúng ta dính mắc rất nhiều, cho nên chúng ta phải tin sâu Tam Bảo, giữ giới nghiêm trì. Giới nó mắt, nó tai, nó mũi, lưỡi, thân ý, ghê sợ tội lỗi, biết tàm quý sám hối trong tất cả từng giây từng phút hành động của mình, thì bố thí mới có quả lớn. Bố thí với cái tâm gì? Trong đời sống hàng ngày á, nhận diện, suy nghĩ cẩn thận. Bố thí không phải đem cơm gạo đem đi cho người nghèo ngoài chợ đâu, không phải. Cho con chó ăn cũng là bố thí đấy, cho con mèo ăn cũng là bố thí đấy. Tại có vật cho, có hành động cho là đều tạo nghiệp. Quý vị thử áp dụng trong ngày đi nhé, rồi ghi lại, lúc nào biết không biết ghi lại, có nhận biết không nhận biết, cái tâm gì ghi lại. Quý vị đây giỏi hết rồi, ghi được mà, có gì đâu, phải không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.